Dạ, thưa lúc sáng con có nghe sư giảng là Đức Phật nói người ni không nên ngồi kiết già, chỉ ngồi bán già. Vì sao vậy? À, xin sư từ bi giảng giải thêm cho con. Phải nói là có những việc mà cái khóa thiền nào cũng trả lời, có đôi khi là sư cũng lười trả lời, tại nói tới nói luôn cứ phải nói nữa. Tại vì ở trong luật á, là do các vị tỷ kheo ni khi mà các vị ngồi kiết già đó, do cấu tạo sinh lý của người nữ cho nên tham dục, cái ái dục á, nó dễ sanh khởi do nhân của xúc, thì các vị đó mới trình bày lên Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới ra một cái điều học là từ giờ trở đi cấm các vị tỷ kheo ni ngồi kiết già, vì nào ngồi kiết già là phạm tác ác. Còn vị nào á mà bị bệnh không ngồi kiết già thì chịu không nổi thì cho phép ngồi bán già, tức là ngay cả bị bệnh thì cũng chỉ cho phép ngồi bán già chứ không cho ngồi kiết già. Thì đó là điều học của các vị tỷ kheo ni. Nhưng mà sư thì thấy rằng quý vị thì trong cái trường hợp này thì cũng đều là mang thân người nữ, cho nên là quý vị nên tham khảo.